Nga cho em đi tìm chi đấy. Em ngửi cái mùi tay với một đầu ti mẹ này Đây em. là đầy giữa căn đầy đây này. Ừ. Đấy. Em mút hết đấy, lên nó mút đấy, nó ngẩn thế. Mẹ ngói. Tí nó lên đấy, nó đang ngửi. Đang ngửi đấy. Ngủ lại đi. Không biết. Chưa, quay chưa rồi, quay chưa rồi. Và chưa quay lộ. Nó vẫn đang cam chưa? À không. À, phải lộn nó ra nào nhỉ? Đây mẹ lộn thế này rồi. Mẹ lộn là ra đây rồi, mẹ lộn. Bây giờ mẹ lại quay đằng trước này rồi. Thôi, quay vào em nữa. Quay vào em. Quay nó lệch nào đấy. Đấy. Nó lại có cái gợn lệch kẹt á. Bú đấy, nó được bú thì trưởng. Ư được, con giỏi. Con giỏi lắm. Ư đúng rồi, đúng rồi, ngậm trâu vào. Thế là ư trưởng. Ư thế này mẹ sướng. Thế này mẹ quá sướng luôn. Bắt nặn cho em một tí. Bắt nặn để nặn cho em này, em có tí thôi. Mẹ nặn cho em. Em bú bên này xong em sang bên kia. Cái này cái chân này giỏi nha, cái chân này giỏi hơn chị Linh rồi. Khôn lắm. Cái này thì nó không phải luôn. Cháu đang ngủ. Nó khóc ít lắm ấy, nó khóc có hai câu rồi. Chết. Nó mắt nó bỏ thao láo rồi. Phải khóc to chứ. Đấy, hỏi bố vào khóc, không khóc, khóc câu to nào. Chứ. Khóc to, bây giờ bố. Dạ, bác Nga nặn nặn cho em. Em thấy chưa? Cảm nhận thấy chưa? Bác Nga cặn cho em. Cái này lần đầu tiên là. Chẳng bé có ba giỏi. Úi giời, dưới ngốc đầu lên, giỏi. Thằng này giống mẹ, hai chàng hoa con cổ. Đấy. Cũng hay không? Cái mẹ mới bảo là ta cái gì nó cứ lòng vòng vòng mà. Đấy. Dạ, ngon, nhẹ cái dạ, trời. Không cần. Đấy, cái đầu nó ngóc được thế này là quá siêu đấy. Ngóc nào. Úi chị trời, con chân khôi này rồi. Bóp đi, nghe bóp. Rồi, nhưng mà bây giờ cho cháu uống sữa ngoài hơn là khi mẹ còn. Không, cứ bú cho nó hết sữa non đi đã. Không, nó chỉ có một cái tự nó mút. Nó rất tự nó mút một tí mà. Cái cảm nhận đấy nó ra rồi. Đấy, mút thế, cứ vậy. Khôn lắm. Cô Ba ơi, cô Ba ở nhà tạm thời đi chị.